Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Lâm Chấn Khang biểu cảm đáng yêu khi bị mẹ mắng, thừa hưởng những nét xinh xắn từ bố. Con gái Lâm Chấn Khang luôn khiến dân tình cưng xỉu với những biểu cảm siêu đáng yêu, trở thành ngôi sao nhí trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc đời thường của con gái Lâm Chấn Khang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngắm hình ảnh dễ thương của em bé này, dân mạng đều trách tại sao nam ca sĩ không công khai con gái sớm hơn. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Lâm Chấn Khang tiếp tục chia sẻ bức ảnh đời thường của con gái. Có ai hốt bọc rác này dùm si hông, siêu quậy thích chơi mấy trò chơi ngộ đời. Kim Jun Si mắng yêu khi bé Tina càng lớn càng thêm phần tinh nghịch. Trong hình ảnh được đăng tải, Lâm Chấn Khang đang bế và chơi cùng con. Còn bé Tina ngồi trong bọc nhựa, xòe hai tay và trưng biểu cảm cực đáng yêu. Đang nghịch cùng bố Lâm Chấn Khang, cô bé 8 tháng tuổi nhanh chóng tinh mắt bắt được điện thoại của mẹ, nhìn thẳng camera với khuôn mặt ngây thơ, đôi má bánh bao cùng đôi mắt to tròn long lanh. Trước vẻ ngoài đáng yêu của bé Tina, ai nấy cũng phải suýt xoa và tranh hốt giúp vợ chồng Lâm Chấn Khang. Tina xinh xắn đáng yêu dưới ống kính của bố mẹ. Dân mạng đòi hốt nuôi Tina thay cho vợ chồng Lâm Chấn Khang. Một số bình luận của cư dân mạng: chị nói thật không, bảo hốt là hốt thật đó nha chị. Để em hốt cho chị ơi, nhìn mặt cưng muốn xỉu. Nhìn cái bọc này dễ thương quá, chắc hốt giùm vợ chồng anh Lâm Chấn Khang. Dễ thương quá, mắt em to tròn như búp bê vậy đó, siêu quậy mà đáng yêu quá sao giờ, xin ví vợ chồng anh chị. Là ông hoàng hội chợ đắt show diễn ở nhiều nơi, thế nhưng vì tình hình dịch mà Lâm Chấn Khang ở nhà nhiều hơn, giọng ca đi tìm một nửa dành trọn thời gian bên gia đình và chăm sóc con nhỏ. Với loạt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy con gái út cực kỳ quấn quýt với Lâm Chấn Khang mỗi lúc từ ăn, ngủ và chơi. Thời gian này, Tina đang trở thành là một trong những nhóc tì hot nhất của showbiz Việt. Với mỗi hình ảnh trên trang cá nhân, cô bé thu hút được lượng người hâm mộ khủng. Mang trong mình dòng máu Việt Hàn, thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ bố và cả mẹ. Cô bé sở hữu khuôn mặt nét nào ra nét đó, môi chúm chím, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn nổi bật. Hiện tại, con gái út nhà Lâm Chấn Khang đã được dự đoán trở thành mỹ nhân trong tương lai. Vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần của bé Tina, bé út nhà Lâm Chấn Khang sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Tina được cho là sinh ra ở vạch đích khi có bố là ca sĩ nổi tiếng và giàu có, hơn nữa là con út trong nhà. Ái nữ của Lâm Chấn Khang nhận được sự yêu thương chiều chuộng từ bố mẹ và hai anh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.